làm gì đấy? Củ đậu này ăn mát này. Giòn nhỉ? Thank you.
Thank you.
cho nên nha. Đi xuống đi. Nào, ngồi yên nào, để đi nào, để đi nào. Yêu ơi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thế ông đang mua cho đi. Không, không có ai lấy. Nó qua đi. Nhà mình có búi to họ độc. Quá. Chạy.
vừa để đấy. Bế được ạ. Được rồi.
Ơi.
nhà nhá. Xuống đây nào. Xuống đây. Hai đứa ở nhà trong nhà nhá. Đâu, ở nhà trong nhà nhá. Ở nhà nhá. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
là vịt tàu phang nhỉ? Đúng rồi, vịt này là vịt đấy rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Vâng. Đi cái đi. Anh ơi, trứng không?
được. Ôi trời ơi. Đi đâu đây? Đi bắt rắn. Ôi ơi, lên trên này đây, một ổ rắn đây này. Lên đây, bắt đây này. Đây này. Đây. Chỗ này đây. Đây rồi, đây. Ôi, đây, 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 mồ rắn luôn này. Đây một, chắc con này phải hơn chục con ở trong ổ này. Đây, 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 sang, 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 sang đây. Còn mấy con này? Cho đầu nó vào chút. Bắt được nhiều ghê nhỉ? Nhiều được mấy con. Ui, đây, bắt, bắt, bắt. Ở đây nhiều thế, được bắt được bao nhiêu con trong này rồi mà nhiều thế? Mới được có 5-6 con. Ở trong kia tôi vừa bắt được mấy con đấy, vào tí vào kia lấy rồi.
Nào, nào, để cho sang đấy nhá. Đuổi, đuổi sang đây, đuổi sang đây. Đây. Ai, đầu. Đấy, ui, con này, ui, còn cẩn thận con này mổ đấy. Ui, cẩn thận này. Ê, được chưa, được chưa? Đây, 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 thấy không? Thế rồi sao? Thế rồi sao không thấy còn con nào? Thế rồi. Chắc có hết đấy, ủ nó sẽ chỉ còn thế này đấy. Trứng liền. Úi, này chắc phải được mấy cân đấy, mấy cân rắn liền. Này, được khá nhiều ấy. Bát rắn này bán được nhiều tiền không? Ôi, cũng bình thường, vất vả lắm. Sợ nhỉ, trong đồ này đầy. Mỗi hôm lần trước tôi nhìn thấy con rắn to tướng ở trên này cơ mà. Ở đây có rắn mà. Mua con khỉ này à? Con khỉ yêu nhỉ? Nó sợ đấy. Con này là bắt được, nó bị không biết là mẹ nó đâu, nó bị vướng vào cây, nó bắt được cái theo người đó. Bám người lắm. Nuôi cho trong nhà. Hôm nay bắt được nhiều rắn rồi. Nào. Thôi, tiền nong gì cũng bắt đi. Thôi các bạn cầm đằng nào tôi đi bán này. Thôi thế cho xin mấy đồng nhỏ nhỏ kia mua sữa hay mua đồ ăn cho bọn này con thôi chứ còn đấy. Cái gì. Nào thế cho em bé nhá, em bé cầm tiền này. Rồi. Em bé xin nhỉ. Bye bye nhá. Úi. Thế tôi đi đây. Ừ thế đi về nhá. Đi xong đấy. Gì nhiều quá chị. Hồng bên nhà em này. Em vặt xong rồi á.
Không, chỉ có Hồng ở nhà em thôi. Chị mới nhà chị nhỉ? Ừ. Rộng chắc chắn đấy. Chị đang nấu cái gì đấy? Ui, sáng nay vừa lấy chị vừa bắt được một ổ rắn liền. Ở đâu chị? Ở trong gà này nó ăn mất một quả, một ấy trứng, ăn trứng. Bây giờ này sẽ trồng cái gì không? Đất nó làm sao? Tôi chín luôn rồi á. Chị còn mỗi một con vịt để đẻ, hôm qua đi bán vịt. Cái rắn của chị đâu? Rắn á? À? Rắn hôm nay đang bắt thì là gặp cái ông đi bắt rắn ấy. Thế vào ông ấy bắt cùng, thế là ông đưa cho mấy chục và tôi trả tần tiền, nhưng ông ấy vẫn đưa cho mấy chục. Thế chị phải đặt bẫy đi. Ừ, nhiều, một ổ ở cái ngoài cái bếp cũ của chị cái kìa. Nhiều rắn man luôn. Ừ, một ổ luôn mà toàn rắn nhỏ. Đặt bẫy là em sợ nó đi vào trong nhà này thôi. À, hôm nay ở đây ngủ với chị nhá. Tí con vịt ra bắt thịt lốt. Bắt thịt lốt ấy chiều nay chị cũng hẹn. Sáng nay cũng có một con mà. Hai chị em thoải mái. Đằng nào cũng còn một con nữa để lốt cho nó, không chị để nó rắn nó cắn này, để làm gì đâu. Thịt lốt đi. Chị định nấu gì đấy? Nhìn cho vào nấu canh, nấu bát các thứ. Nhiều em thì em đi ra nắng, ra đồng nhiều ấy. Xong em cũng không hay mặc áo dài nữa. Mặc cái áo vào trời nắng, nắng lắm. Ôi, mùa thu mà có nắng. Trên này cũng oi, nhưng may được cái trên này cây cối nó mát. Lấy một em đĩa. Em xuống xem nhưng mà không có xuống, không bảo đâu có cho. Đó. Cũng nói được này thôi. Tầm bao nhiêu? Tháng 10 á. Nếu mà đúng thì cũng hồ sơ các thứ cũng hoàn thì cũng tầm tầm này đấy. Xeo sủ cho trong tí nữa. Tí nữa tụi em mình đi bắt con vịt thì cái con vịt xeo sủi đây chị đây. Này nhìn cũng hồng sô cô la ở bên Nhật Bản. Cơ bản là dạo như bà Tấn Tấn cũng đáng mới về đáng mùa, thế là chuyện thải đất chết khá lớn rồi. Một thương thì cái hồi mà đến lúc như lúc nào mà nó cầm tay cái hôm mà bánh sinh nhật, nên nó cầm tay nó giữ để đưa bánh sinh vào nhật, và mặt chị cũng cực cỡ được luôn, nhưng tay nó khỏe cũng khủng luôn. Cái này ngọt nhỉ. Chuối ăn ngon mà. Cũng bên vườn luôn à? Không, vườn thì em không có chuối. Chuối mọi. Chị ăn thử cái này đi. Chị vừa ăn rồi. Củ đậu này ăn mát này. Giòn nhỉ. Chị thêm củ đậu. Chuối nhé. Chuối này ngủ đây nhá. Không ai chuyện đi bắt vịt. Chuối luôn. Giờ cái rắn mất mày không có quả nữa chị. Quả già hết già rồi. Già hết rồi, nhưng mà ở trên này chị cũng chưa vặt, không vặt được. Đoạn này cũng bận, không vặt được. Bây giờ chị vặt được phơi bếp thôi. Mấy quả mướp già này chị làm giống được đấy. Cháu nhiều gạo tí nhỉ. Nhiều gạo hình như là hôm nay bảo chị cũng sang chơi đấy. Đỡ hơn thôi, có vẫn còn ở trong giàn ấy, bỏ ra bắt thêm được mà. Ở trong giàn ấy. Tốn diện tích lắm, giờ xây lên lại nhẹ nhàng lắm.
Chỉ có cái bếp giờ ấy cho hẳn vào cũng được. Ngày trước định để làm cái bếp đấy bên kia để lướng nó mới xây kiểu như thế. Nó già hết rồi, dạo trước chị không ăn tới, không để ý ở trên kia nó già hết rồi. Ui, cái bếp này đúng rồi, chị phải xây lại, làm lại cái bếp mới được. Khó nấu. Kéo bằng tay. Để tôi đây. Cái này lồi này nó nhỏ quá. Con gà này to đấy chị. Hả? Con gà này đang ấp đấy. Đẻ được có 2 con. Em ra gặt rau nhé. Ừ. Đi vào rau thì chị ra bắt con vịt á. Còn một con vịt thịt lốt cho nó. Đâu chị? Đâu? Trong này cũng có một quả đấy chị. Chắc không? Không chắc đâu quả đấy. Để em xèo lên em vặt quả này. Đây có quả to lắm chị ơi. À vì này phải cho chị phải cho một ít muối vào nữa. Đây còn hoa quả đâu rồi. Đây, đây. Chị mang ra đấy rồi. Chị muốn xay cái gì hả? Gọt rau mà. À. Lòng xào cay. Ừ. Ừ, chị cũng ít sắm này. Kiểu thiếu tiền này. Con này cho chị ấy ra lố măng nhé. Chị còn ít măng hôm nọ đi lấy, đi chặt được ấy. Cho lố măng nhé. Mướt non lắm chị. Ừ. Chắc mùa này mùa mưa rau nó cũng non. Ấy vì cả ngày nhỉ, chị không bao giờ chị ngủ môi mới đâu.
Quý vị xong em xào cái này để chị thái hết măng này. Xong em xào cái này nhá để chị thái măng, thái măng. Bếp này của chị công nhận là phải làm lại thôi. Khỏi lắm. Mấy hôm nữa chị làm lại chuồng vịt các thứ. Để tiện làm lại bếp luôn. Thơm thế có vung không chị? Có cái vung 40 ở dưới này ấy. Chị có ớt chưa? Ớt đã có ở trên mái kia có cây ớt, chị nuôi cây ớt trên cảnh mà. Cây cảnh chưa thấy mà. Đem lên vặt nhá. Ừ. Xem cái ớt của chị. Ừ, lên lấy vặt đi. Chị đóng cả bàn ghế trên này à? Cái ớt nhỏ mà nhiều quá nhỉ. Chị có ăn được cay không? Cái này được rồi, đếm nhất ha.
chín rồi đấy chị ạ. Nó nghịch quá à? Ủa? Chị bắt được nó ở đâu đấy? Gần đây luôn rồi. Thế xong thì ít nữa thi thoảng vào chơi chơi cho biết nhà. Vâng. Ăn khế này. Chị có nhà có mấy cây đấy. Của nhà chị ạ? À? Ừ. Em xin thấy ngọt. Này chị có ăn cây thế chưa? Hồng bên nhà em trồng đấy. Cái này thì chín ngọt, ôi thơm thế. Chị hôm nào sang em chơi nhé. Nhà em có ao rộng lắm, sang nhiều cá. Không phải con này đáng yêu mà trèo lên trên bếp nó lúc nào nó cũng theo chị có ai thích con khỉ em cho mượn con đấy chỉ cần ai mà yêu thương nó thân thiện với nó là nó theo dịt nữa nằm ngủ luôn rồi nó buồn ngủ quá đấy nó không ăn được chị nãy giờ nó ăn nhiều thứ quá đây nằm nữa thôi kệ nó cho nó nằm đây này cho em miếng này này đấy đâu là cái lấy em gì hả chị ơi giọng chị Hậu rất là nhẹ nhàng chị hôm nay chị đi đại hến được nhiều không vậy được nhiều lắm ui chị đi nhiều lắm phải làm vàng Thank you.
con khỉ kêu Quỳnh ơi, bỏ con khỉ ra cho chị đấy, nó lại nhảy phá rồi đấy. Lấy đi sán, lấy đi, lấy từng nào sán từng nào để mang hết đi. Để em lấy bát ra đây đặt. Ừ. Ừ thôi, ăn nào được. Tối lên đấy uống trà ngắm trăng được đấy nhỉ. Mát mà. Ở trên này mát. Chứ nữa là xong ấy. Ừ, em dán cái cho chị nó ngủ lên đây. Mấy quả chị nhỉ? Tôi cho 4 quả đi, 4, 5 quả đi. Cho thoải mái, trứng ngon mà.
chảo này bị sát à? Ừ, chảo sát lại chảo có thì lâu mà. Em nghĩ là để ra thêm một tí nữa. Có thể ra một tí nữa cũng được mà. Bây giờ đến sớm. Chị ơi, đi ăn cơm để chị nước rồi cơm. Ăn cơm thôi chị ơi. Đi ăn cơm đi. Nhiều món quá. Hay lấy cái kiềm đi kia. Để mình ra mình cầm cái kiềm. Ừ, đúng rồi, cái kiềm. Ăn cơm đi em ơi. Đưa bát lại em ăn cơm luôn đây. Bát lại. À, chắc là phải cho con khỉ ấy thôi. Bóng. Ừ. Ừ. Nào, để chị lấy cơm nha. Nào đi. Cái bạn đấy vừa nãy em cho ăn cơm rồi, cho bạn ấy lên tầng chơi chị ạ. Ừ. Cho lên luôn đấy. Cho bạn ấy lên trên tầng cho bạn. Cứ thế này em cho đi. Nào. Em mới bạn này đi. Nào. Đi nào, lên giường của mình nào. Đã theo chị giường đấy. Đi lên giường nào. Lên giường ngủ. Thế ăn đi chị ơi, ăn đi em. Rồi, ăn đi. Ăn đi chị. Ăn no rồi. Con vịt này ăn ngon. Con vịt này ăn ngon. Đúng rồi. Món này ăn cũng đạm rồi, không phải chấm nữa. Con vịt này già. Ngon. Kéo lên chị. Ngon nhỉ? Cái này giòn đấy chị nhỉ? Ăn ngon mà. Con vịt này ngon, đậm. Cũng là ăn ngọt thịt. Các bạn cuốn một chị đâu? Ăn. Nào, em ơi. Ăn nào. Nào, ăn nào. Ăn đi em. Thì đây chị để đây ăn. Nghe là ăn mướp à? Ừ, mướp ngon lắm. Ăn đi chị ơi. Ngon. Măng này không gọi đấy, em đi lấy hả? Đúng không chị? Chị ơi, ăn món này ngon này. Ừ. Ăn đi em. Ngon. Ngon lắm. Em xem như nào. Chị ăn đi chị. Chị ăn chị lấy. Bánh ấy nhìn nó bé biết rồi. Ngon ăn chuối. Ngon nhỏ chuối ngon. Thơm. Không có xăng xào. Cây nó cháy rồi. Cơm
xong rồi ăn xong rồi xong ba chị em mình đi lên trên riêng ngủ. Đúng rồi, đúng rồi. Mẹ không thấy mẹ được. Phế này ngon đấy. Thì nó mở ra mà... chị ăn rồi nên giải đồ phí em có xe chứ không quay được mọi người bán hết là ngày. Em còn mỗi lần kinh dân. Ngọc ạ. Thường nhiều đồ ăn lắm. Đi lên lên uống nước các thứ đây chị ơi, uống nước các thứ lên lên ngắm sao sang uống nước quá.